Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Thời điểm này thì cưa kẹo đang rất là chậm bởi vì Trung Quốc ngừng nhập hàng từ Việt Nam. Các loại gỗ nguyên liệu gần như là không cắt. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An cắt rất ít và những khu vực miền trong thậm chí cũng không cắt luôn. Nhưng mà hôm nay chúng tôi vẫn về được một lô máy cưa xích Estin MS382 ở sống chung với lỗ luôn. Ở ngoài miền Bắc thì dòng Estin này không được chuộng ở những cái mẫu cưa to. Còn đối với 180, 250 kể cả miền Nam hay là miền Bắc thì Estin nó vẫn chùm. Đối với hầu hết tất cả các phân khúc thì Hu chỉ cạnh tranh được ở phân khúc 353 và 365 ở ngoài Bắc thôi. Còn đối với những cái phân khúc mà nhỏ hơn 353, nhỏ hơn 365, ví dụ như là 125 hoặc 435 thì Hu không ăn được 180 và 250 của Estin. Đây là một trong những cái thương hiệu theo mình thấy là quá mạnh trên thế giới ở phân khúc máy cưa. Rồi, các bạn có thể để ý này, mình về số lượng nhiều, giá kỳ ổn để cho các bạn có thể lựa chọn. 382 hiện tại đang có mức giá là 11.700.000, đã bao gồm 5 xích miễn phí vận chuyển cho các bạn luôn. Đây, show lên cho anh em xem. Dòng này thì sản xuất tại Brazil nhá. Đây, 382 sản xuất tại Brazil. Con này nặng 6,2 kg, đấy là trọng lượng đầu máy, dung tích 72,2 cm này. Cm khối này. Em này thì piston lớn nhá các bạn nhá, piston của nó 52 ly. Đây, công suất là 3,9 kW, 5,3 HP, dòng này thì quá to rồi. Show cho anh em xem bên trong máy nó như nào. Nói chung là theo cái máy này nó chả có cái gì cả. Một số các bạn thì thích cái dòng 381, nhưng mà 381 ngày xưa nó khai tử lâu lắm rồi. Lô này đặt từ Tết Chai Việt Nam này. Đây, thôi anh em có nhu cầu thì dứt thôi. Đây, 382. Đồ lam xích thì nó để ngoài nhá anh em nhá. Đây, có theo một cái tuýp mở này. Tuýp mở một cái tô vít chỉnh này, một cái lục giác này, một cái bao lam ngắn cuốn cỡn. Lam thì dài, bao lam thì ngắn. Sách hướng dẫn. Thế thôi, đồ không có gì đâu. Đây, mình về số lượng nhiều nhá. Anh em lại bảo. Rồi, ok, đây là chiếc máy 382 này. Đấy, hàng chính hãng luôn. Estin. Con này độ ồn thì nó 120 dB. MS382. Có QR code nha, các bạn quét QR này. Con này bảo dòng Estin bây giờ bảo hành điện tử. Đây lốc máy này, made in Brazil này. Ô, con này số series đẹp đấy, 929 này. Anh em về làm con. Con đề cái là vớ vẩn này, được không con máy. Đấy, Estin MS382 này. Rồi, dòng này chính hãng, cam kết nhái giả đến 10 lần tiền cho các bạn luôn. Không phải nghĩ. Rồi, nếu các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn nhá. 11.700.000 miễn phí vận chuyển. Đã bao gồm 5 xích rồi. Giá này theo mình nghĩ là giá cũng hợp lý rồi để cho các bạn đầu tư thời điểm hiện tại. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video sau.